Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Hà đi Amchon Garden Nursery ở thành phố Laguna Niguel. Thì mình thấy cái loại kumquat này về rất là nhiều luôn nè cô chú. Đang có trái luôn. Để Hà quay cái gốc cho. Đó cái gốc nè. Thì có rất là nhiều nha. Cây đang có trái trên cây luôn. Thì những cây này á là 60 đồng một cây. 60 đồng một cây nè. Đó, cây đang có trái nè. Này mà về lúc đó, dịp Tết rất là tốt nè. Trái nè cô chú. Nagami kumquat. Nhiều lắm nha cô chú. 2 4 6 8 10 12 14 cây luôn á. Kumquat. Hà thấy cây này tàn đẹp nè. Đó. Cây này tán tàn tè đẹp nha. Đó. Thì để quay qua phía bên đây luôn. Đây là cây nhỏ này thì 60, còn mấy cây 15 gallon á. To hơn thì giá là 199 đồng nha. 199 đồng. Đó. Để Hà quay qua bên đây luôn nha. Bên đây á, thì ngay gần hàng rào có cây Washington Navel Orange. Trái nè. Đẹp chưa? Gốc to nha cô chú. Cây này 200 luôn. Cây này mua về là đang mọc chồi mọc lá ra để cho trái mới đó. Đó. 200 một cây. Còn cây này, cây này là Pay Mandarin. Pay Mandarin á, cái loại này á cũng ăn rất là thơm, rất ngon nha cô chú. Cây này á thì bự to nè. Gốc to lắm. Đó, gốc rất là to luôn. Cây đẹp nhé, cây này đẹp. Còn đây là kumquat, kumquat thì cũng 200. 200. Đây là cây chanh móng tay. Chanh móng tay thì có 1 cây thôi. Đó, 60 đồng một cây nha. Ok. Còn phía bên đây là những cây chanh. Chanh rất là nhiều. Nè. Ở đây ấy, thì nói chung á có rất là nhiều cam quýt để cây quay nè. Washington Navel Orange. Đó, đây là những cây Washington Navel Orange. Còn mấy cây nhỏ này là Moro Plus Orange nha. Thì có những đợt đó, cây rất là bự. Là coi cây này cây gì cũng đẹp nè. Cây này Washington Navel Orange nè. Cây này cũng đẹp nè cô chú. Cây bên trong á. Cái cây bên trong thì ai đến nó vô cây bên trong. Cây bên trong rất là to luôn nha. Còn để quay đến cây này. Cây này là Midnight Seedlet Valencia. Đây là những cây gì đây? Cam luôn nha cô chú. Cây cam này nói chung mà rất là đẹp vậy nè. Cái cây cam bên trong này cũng đẹp nha. Đó, cái lá nó hơi xanh lá cây á. Cây đó đẹp. Đây là Caracara Novel. Cái loại cam này cũng rất là ngon nè. Cái màu nó màu hồng á. Ngon lắm. Đó. Mấy cây này á đẹp. Cây này đẹp ha. Cây này đẹp nè, cây này đẹp. Đó. Cái cây cam này rất là đẹp nè cô chú. Đó. Cây cam này 60 đồng thôi nha. Mà loại cam này á là Caracara Novel đó. Loại cam này á cũng rất là ngọt nè. Ngon nha, nói chung là cam này rất là ngon. Hà đã mua chợ ăn rồi đó, thấy thì nói chung á cam quýt ngon hay không á do vào mình trồng đấy nha, mình chăm sóc á nó tốt nó ngon á thì nó mới ngon nha, chứ mình bỏ bê nó mình không có chăm sóc thì nó cũng không có được ngon đâu. Nhưng mà cái giống là nói chung là ngon rồi đó, thấy cái cây tàn tán đẹp quá. Tàn tán đẹp lắm, 60 đồng một cây nè.
60 đồng một cây. Cây này nè, đó, có hai cây. Có hai cây là hạt chấm rất là đẹp luôn. Đó. Rồi, à, còn một cây. Còn một cây này là cây Siranui thôi nha. Đó, còn cây nhỏ nhất này, em này nhỏ nhất là chưa có ai rước nè. Đó. Phía đây ấy là mấy cây chanh. Chanh thì thấy rất là tốt luôn. Chanh rất là khỏe mạnh, rất là tốt luôn nè cô chú. Bên đây là mấy cây chanh nè, chanh cẩm thạch nè. Đang ra hoa rất là nhiều luôn nè. Đó. Chanh cẩm thạch thì nó giống vậy nha. Cái lá nó rất là đẹp luôn, đang ra bông rất là nhiều. 60 đồng một cây thôi, chậu 5 ga lông. Đó. Và cái lá nó ra đẹp chưa nè. Đó, lá nó còn non đẹp chưa. 60 đồng một cây nha cô chú. Đây là những cây cam nè. Cây cam mùa này bắt đầu đâm chồi ra trái rất là nhiều. Trên cây còn một ít trái. Thì nếu mà ai mua vào cái mùa này á, mình trồng xuống á, là nó có trái luôn đó cô chú. Cầm quát nè, cầm quát đó là 200 một chậu đó. Thì toàn bộ cái phía mà chậu 15 ga lông á là cái giá là 199 đồng nha cô chú. Đó, đó nhiều đây. Coi coi cái này là Midnight Seedlet Valencia. Ồ, cái đây là Gonerget nè. Có cây Gonerget nha cô chú. Ai mà thích cây Gonerget nè. Cây này 200. Đó, 200 cây này nha. Gonerget. Đó, cây gốc nó nè. Rồi đây là cây Siranui. Mấy cây này là 200 nè cô chú. Siranui là loại quýt sumo đó. Quýt túi tiền. Đó, quýt túi tiền sumo 200 một cây. Thì Hà thấy có 2 cây, 3 cây, 4 cây nha. Đó, cây bên trong nè. Quay, quay. Đó. 200 một cây. Thì cây này đẹp nè. Cây này gốc to đẹp thẳng nè. 200 một cây. Còn đây là cây Ovary Satsuma. Đó. Satsuma. Còn đây là những cây chanh. Đây là cây cam to. Cây cam to thì 699 thôi, nhưng mà mình mua mấy cây nhỏ đó, mình về mình chọc mau lớn lắm cô chú. Ở đây cũng có cả hồng hồng giòn với hồng mềm nữa nè. Hồng giòn 60 đồng một cây nha. Đó. Cái này hồng mềm nè. Rất là nhiều hồng giòn, hồng mềm. Còn đây là hoa này, hoa đào bây giờ bắt đầu ra bông. Cái cây này á, hoa đào màu đỏ này cô chú đẹp chưa? Đó. Cái tên của nó là Red Berenice. Cái loại hoa của nó rất là đỏ nè, bông đỏ rất là đẹp luôn. Còn mấy cái cây bông màu hồng thì đây coi. Đó. Cây màu hồng nè. Đây những cái cây đào lùn lùn nè, cũng đang ra bông rất là đẹp luôn. 60 đồng một cây nha cô chú. Cái loại đào này trắng, loại này cũng ngon này cô chú. 60 đồng một cây hết nha. Cây loại này, nectarine loại này nè. Ra hoa hồng cũng rất là đẹp nè. Cây cherry, cherry nè, Royal Crimson Cherries. Ở An Chong có cái loại hoa này giống hoa mai nè, đẹp chưa? 69 đồng chậu.
Hà chia sẻ một chút xíu thì nếu mà ai mà đi lên trên đây á, mà mua cây đó thì tiện đó, ghé cái park này cũng gần đó, rất là đẹp luôn. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn có thật là nhiều sức khỏe, năm mới gặp nhiều may mắn.